Chiều qua, Công an tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp về thủ tục hành chính và đảm bảo an ninh trật tự. Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có 250 đại biểu, đại diện cho trên 12.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm, Công an tỉnh Hưng Yên kịp thời tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 63 văn bản về công tác bảo đảm an ninh trật tự, thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa đấu tranh với tội phạm, tệ nạn xã hội, khởi tố điều tra trên 780 vụ, gần 1.300 bị can. Về công tác cải cách hành chính, Công an tỉnh đã đề xuất cắt giảm thành phần hồ sơ đối với hơn 30 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý. Công an tỉnh đang cung cấp 124 dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền. Với tinh thần dân chủ, cởi mở, đại diện các doanh nghiệp, hộ kinh doanh đóng góp ý kiến trao đổi một số vấn đề về đấu tranh với tội phạm sử dụng công nghệ cao, hỗ trợ tập thể cá nhân khi bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, thẩm quyền tiếp nhận và xử lý tin báo tố giác tội phạm. Công tác đấu tranh tội phạm về môi trường, việc cắt giảm thủ tục hành chính khi thực hiện đăng ký phương tiện giao thông, việc cấp và quản lý con dấu, việc khắc phục những bất cập chồng chéo trong các quy định về công tác phòng cháy chữa cháy, những ý kiến của doanh nghiệp đều được các đơn vị chức năng Công an tỉnh giải đáp cụ thể, đồng thời hướng dẫn người dân, doanh nghiệp thực hiện các thủ tục hành chính theo đúng quy định của pháp luật. Phát biểu tại hội nghị, Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Thanh Trường tiếp thu và giải trình những ý kiến đóng góp của các đại biểu. Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, tập trung giải quyết những vướng mắc về đảm bảo an ninh trật tự, tuyên truyền sâu rộng những thông tin liên quan đến âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các loại tội phạm để chủ động phòng ngừa. Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng mong muốn người dân, doanh nghiệp tiếp tục chủ động phối hợp trao đổi với lực lượng công an qua các kênh thông tin để kịp thời xử lý, giải quyết những vấn đề phát sinh, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh, đảm bảo an ninh trật tự, cũng như sự phát triển của doanh nghiệp, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. Nhân dịp này, Công an tỉnh tuyên truyền trang Zalo Công an tỉnh, phiếu phản ánh về an ninh trật tự, công khai số điện thoại của các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh, đường dây nóng Công an tỉnh, tặng giấy khen cho 22 đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp với Công an tỉnh đảm bảo an ninh trật tự và an sinh xã hội.